Sáng 10 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Giáo tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024. Ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Giáo đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu để tập trung điều hành linh hoạt, hiệu lực hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ và Hội đồng Nhân dân huyện giao năm 2024. Trong đó, tập trung các giải pháp nâng cao thu nhập người dân lên 84 triệu đồng một người một năm, đảm bảo 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao bền vững, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên, phấn đấu thu nội địa đạt và vượt nghị quyết đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, trong năm 2024, Phú Giáo cần thực hiện nghiêm các mục tiêu mà nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra và các kết luận chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, tập trung chăm lo Tết và tổ chức các hoạt động mừng xuân mới trên tinh thần vui tươi, an toàn và tiết kiệm, chủ động phối hợp các sở ngành để tháo gỡ khó khăn, rà soát lại quy hoạch đảm bảo khoa học, phù hợp với địa phương và phát triển bền vững.